Chào bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về một chủ đề khoa học ảnh hưởng đến niềm tin. Đức tin và khoa học liên quan như thế nào? Khoa học và tôn giáo có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong nghiên cứu khoa học về tôn giáo, có thể bắt nguồn từ lịch sử tự nhiên thế kỷ 17 của tôn giáo. Các nhà sử học tự nhiên đã cố gắng đưa ra những giải thích theo chủ nghĩa tự nhiên cho hành vi và văn hóa của con người, cho các lĩnh vực như tôn giáo, cảm xúc và đạo đức. Vai trò của niềm tin trong khoa học là gì? Tại một thời điểm, đức tin đóng một vai trò quan trọng trong khoa học. Nó có thể được gọi là tiên đề cơ bản của khoa học hoặc tín điều Nielsen của khoa học. Các mô hình quan sát được trong quá khứ cho phép chúng ta dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khoa học có thể bị ảnh hưởng bởi tôn giáo. Sự chấp nhận của công chúng đối với các sự kiện khoa học đôi khi có thể bị ảnh hưởng bởi niềm tin tôn giáo như ở Hoa Kỳ, nơi một số người bác bỏ khái niệm tiến hóa do chọn lọc tự nhiên, đặc biệt là liên quan đến con người. Khoa học giống với tôn giáo như thế nào? Khoa học tập trung vào các tuyên bố và giả thuyết có thể kiểm chứng được, trong khi tôn giáo tập trung vào niềm tin của cá nhân. Phong trào khoa học và tôn giáo nhấn mạnh đến đối thoại và tiếp xúc, nói rằng khoa học và tôn giáo nên làm việc với nhau, thay vì mâu thuẫn hoặc nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau. Einstein có tin vào Chúa không? Các quan điểm tôn giáo của Albert Einstein đã được nghiên cứu rộng rãi và thường bị hiểu sai. Albert Einstein tuyên bố rằng ông tin vào vị thần phím thần của Baruch Spinoza. Anh ta không tin vào một vị thần riêng tư, người quan tâm đến số phận và hành động của con người, một quan điểm mà anh ta mô tả là ngây thơ. Đức tin ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào? Niềm tin đích thực ảnh hưởng đến những quyết định nhỏ hàng ngày của chúng ta về cách chúng ta cư xử, như thái độ khi lái xe và cách chúng ta đối xử với gia đình. Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến những lựa chọn lớn mà chúng ta đưa ra đối với cuộc sống của mình, ngôi nhà chúng ta mua, cách chúng ta sử dụng tiền của mình, nơi chúng ta cho con đi học. Khoa học có phải là một hệ tư tưởng không? Nó không chỉ trong các ứng dụng của nó mà khoa học có thể trở thành hệ tư tưởng. Hệ tư tưởng cũng có thể là một phần của sự hình thành các khoa học. Tiềm năng khoa học bị cuốn theo hệ tư tưởng không nhất thiết làm suy yếu các tuyên bố khoa học hoặc làm giảm giá trị nhận thức và văn hóa của khoa học. Tại sao điều quan trọng là phải sống bằng đức tin? Niềm tin không chỉ là một khái niệm mà một số người giữ vững trong những thời điểm khó khăn. Niềm tin là một yếu tố quan trọng đối với tất cả cuộc sống của con người trên trái đất. Niềm tin là thứ giúp ta vượt qua, soi đường cho ta trong lúc tăm tối, giúp ta tiếp thêm sức mạnh trong lúc yếu đuối. Không có niềm tin, chúng ta chẳng là gì cả. Mục đích của khoa học là gì? Khoa học nhằm xây dựng kiến thức về thế giới tự nhiên. Kiến thức này mở ra để đặt câu hỏi và sửa đổi khi chúng ta nghĩ ra những ý tưởng mới và khám phá bằng chứng mới. Bởi vì nó đã được thử nghiệm, kiến thức khoa học là đáng tin cậy. Khoa học ảnh hưởng đến xã hội như thế nào? Nói cách khác, khoa học là một trong những kênh tri thức quan trọng nhất. Nó có một vai trò cụ thể, cũng như nhiều chức năng khác nhau vì lợi ích của xã hội, tạo ra tri thức mới, cải thiện giáo dục và tăng chất lượng cuộc sống của chúng ta. Khoa học phải đáp ứng nhu cầu xã hội và những thách thức toàn cầu. Lợi ích của khoa học là gì? Kiến thức khoa học cho phép chúng ta phát triển các công nghệ mới, giải quyết các vấn đề thực tế và đưa ra các quyết định sáng suốt, cả cá nhân và tập thể. Bởi vì các sản phẩm của nó rất hữu ích, quá trình khoa học được gắn liền với các ứng dụng đó, kiến thức khoa học mới có thể dẫn đến các ứng dụng mới. Sự khác biệt giữa khoa học và đức tin là gì? Khoa học có xu hướng quan tâm đến thế giới tự nhiên hoặc vật chất, những thứ có thể được quan sát và đo lường. Ngược lại, tôn giáo có xu hướng quan tâm đến thế giới tâm linh,
nhiều khía cạnh của chúng không nhất thiết phải được quan sát và đo lường ở mức độ khoa học. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, và có một ngày tuyệt vời.